Vâng, vậy thì diễn biến nắng nóng và nguy cơ cháy rừng tiếp theo sẽ như thế nào? Ngay sau đây, biên tập viên Quốc Sáng phụ trách phần tin tức thời tiết sẽ phân tích hơn, kỹ hơn tới quý vị. Xin mời anh ạ. Vâng, thưa chị Thụy Vân và quý vị khán giả, bắt đầu từ hôm nay thì nắng nóng có xu hướng là mở rộng hơn lên phía Bắc do mưa dông đã giảm nhanh. Quý vị có thể theo dõi trên bản đồ nhiệt độ toàn quốc, vùng màu cam đỏ thì mở rộng lên cả khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, tương ứng với đó là mức nhiệt cao trên 35 độ C. Đặc biệt tại vùng núi thuộc khu vực Trung Bộ và phía miền Đông của Nam Bộ thì nắng nóng gay gắt hơn, có thể xuất hiện các điểm nhiệt lên tới là 38-39 độ C. Khả năng đến cuối tuần thì nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng và mở rộng ra khắp khu vực Bắc Bộ. Thời gian nóng cũng kéo dài nên nguy cơ cháy rừng sẽ tăng cao. Theo Cục Kiểm Lâm, hiện nay rất nhiều cánh rừng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và cả Nam Bộ đều đang nằm trong vùng cảnh báo cháy rừng cấp 4 đến cấp 5 là cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể bùng lên thành những đám cháy lớn. Vì vậy, người dân tuyệt đối không được sử dụng lửa trong rừng và gần rừng những ngày này. Trở lại diễn biến thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh, dự báo trong chiều nay thì trời sẽ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất lên tới là 37 độ C và thời gian nóng nhất kéo dài từ 1 giờ đến 4 giờ chiều. Đến tối cảm giác vẫn khá oi khi nhiệt độ vẫn ở mức cao trên 30 độ C. Trở ra thủ đô Hà Nội hôm nay, mưa dứt hẳn, trời nắng ráo, buổi chiều trời sẽ khá oi nóng khi nhiệt độ lên cao ở mức là 34 độ C kết hợp với độ ẩm cao trên 65%. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý, còn bây giờ xin mời tiếp tục chuyển động 24 giờ.